Bác sĩ nhắc nhở, sáng nào ngủ dậy cũng thấy ba dấu hiệu này thì 80% gan đã cứng như đá. Đi khám ngay trước khi ung thư đến. Xin chào quý vị. Gan là cơ quan nội tạng đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc duy trì sự sống của con người. Nó có chức năng chính là thải độc cho cơ thể. Chính vì vậy mà nguy cơ bị tổn thương do độc tố cũng rất cao. Trên thế giới, ung thư gan là căn bệnh phổ biến chỉ sau ung thư dạ dày và ung thư thực quản. Khi nhắc đến gan, chúng ta thường nghĩ rằng đây là căn bệnh của người già và những người thường xuyên uống rượu. Song thực tế ung thư gan có thể xuất hiện vì rất nhiều yếu tố, thậm chí ở người trẻ tuổi, hiếm khi sử dụng rượu bia cũng có thể mắc bệnh. Các bác sĩ cho hay, để đánh giá xem gan có thực sự khỏe không, bạn nên quan sát cơ thể vào buổi sáng. Khi mới ngủ dậy vì đây là lúc cơ thể khỏe mạnh nhất, dễ dàng nhận biết những triệu chứng bất thường. Nếu có 3 dấu hiệu dưới đây thì 80% gan đã cứng như đá, nghĩa là xơ gan, chai gan. Tình trạng này có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm như nhiễm trùng dịch ổ bụng, bệnh não do gan, ung thư gan. 1. Dậy sớm đi tiểu thấy màu vàng như nước chè đặc. Ở người khỏe mạnh, nước tiểu sẽ có màu vàng nhạt. Trong vài trường hợp, do bạn bị nóng trong, ăn uống thiếu vitamin B, ăn nhiều thực phẩm màu vàng thì nước tiểu cũng có thể đậm hơn. Tuy nhiên, nếu bỗng dưng nước tiểu vàng hơn bình thường, hãy coi chừng bệnh gan. Vì gan bị tổn thương sẽ ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất, làm cho nồng độ bilirubin tăng cao. Nồng độ này giải phóng vào máu và đào thải ra ngoài cơ thể thông qua nước tiểu, làm cho nước tiểu có màu đậm hơn bình thường. 2. Ngủ dậy đánh răng, thấy chảy máu chân răng. Người bình thường đánh răng sẽ không bị chảy máu nướu. Nếu đánh răng buổi sáng mà thường xuyên bị chảy máu thì bạn phải cẩn thận, có thể liên quan đến vấn đề răng miệng hoặc là bệnh về gan. Nhiều bệnh nhân bị ung thư gan sẽ bị chảy máu nướu răng khi đánh răng. Lúc này, họ cần đến bệnh viện để kiểm tra ngay, bởi gan vốn là nơi tổng hợp các yếu tố đông máu trong cơ thể. Khi con người mắc ung thư gan, các yếu tố đông máu bị giảm, cơ thể rất dễ bị chảy máu, đặc biệt là máu mũi, máu răng. 3. Ngủ dậy cảm thấy mệt mỏi, yếu ớt. Đây là một trong những biểu hiện ban đầu của bệnh nhân viêm gan. Ngay cả khi được nghỉ ngơi đầy đủ thì cũng luôn cảm thấy mệt mỏi. Nguyên nhân chủ yếu là do chức năng gan suy giảm, làm cho chán ăn, rối loạn tiêu hóa, dẫn đến cơ thể người không đủ năng lượng. Tế bào gan bị tổn thương dẫn đến giảm sản xuất và dự trữ glycogen trong gan. Ngoài ra, bệnh gan còn làm giảm cholinesterase trong máu, ảnh hưởng đến chức năng bình thường của dây thần kinh và cơ, khiến cơ thể thấy đuối sức. Ngoài 3 triệu chứng trên, nếu bạn nhận thấy cơ thể thường xuyên xuất hiện những dấu hiệu dưới đây thì cần đi khám gan sớm. 1. Dễ cáu kỉnh, lo lắng không rõ lý do. 2. Sốt cao không rõ lý do, uống thuốc không hết. 3. Tóc bớt dầu, mặt bóng nhảy. 4. Khó tiêu, bụng ngày một phình to. 5. Ngủ ngáy, cơ thể xuất hiện mùi hôi, đặc biệt là hôi miệng. 6. Cơ thể suy nhược, thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, thiếu tập trung. 7. Mắt và tay có màu vàng. 8. Suy nhược thần kinh, giảm trí nhớ. 9. Đau đầu, đau chân, đau vai, đau lưng. 10. Phân mỏng, dính, có mùi hôi khó chịu. Thưa quý vị, gan là cơ quan lớn thứ hai và chịu trách nhiệm cho nhiều chức năng quan trọng, bao gồm loại bỏ độc tố khỏi cơ thể, chống nhiễm trùng, kiểm soát mức cholesterol và hỗ trợ tiêu hóa. Tuy nhiên, sức khỏe của gan thường bị bỏ qua bởi không có nhiều dấu hiệu hoặc triệu chứng rõ ràng trong giai đoạn đầu cho thấy chúng ta có thể đang mắc các vấn đề về gan. Vì vậy, hãy xem 7 cách của chúng tôi để chăm sóc gan của bạn và tìm ra những gì bạn cần làm để giữ cho lá gan của bạn khỏe mạnh. 1. Hạn chế uống rượu. Gan của chúng ta xử lý mọi đồ uống có cồn mà cơ thể tiêu thụ, bao gồm rượu, bia và các chất kích thích khác. Bạn càng uống nhiều rượu, gan của bạn càng phải làm việc nhiều hơn.
Theo thời gian, uống quá nhiều có thể gây hại, phá hủy các tế bào gan. Bệnh gan liên quan đến rượu, ARLD, bao gồm một số tình trạng khác nhau về gan như bệnh gan nhiễm mỡ do rượu, viêm gan do rượu cấp tính, xơ gan do rượu. Ngoài ra, tránh trộn lẫn rượu và thuốc, điều này sẽ gây căng thẳng quá mức cho gan của chúng ta. 2. Giám sát việc sử dụng thuốc của chính bản thân mình. Tất cả các loại thuốc, dù là thuốc không kê đơn hay thuốc được bác sĩ kê đơn, cuối cùng đều đi qua gan, nơi chúng được phân hủy. Hầu hết các loại thuốc đều an toàn cho gan khi dùng theo chỉ dẫn của các bác sĩ. Tuy nhiên, dùng quá nhiều thuốc, dùng quá thường xuyên, không đúng loại hoặc dùng nhiều loại thuốc cùng một lúc có thể gây hại cho gan của chúng ta. Acetaminophen, Tylenol là một ví dụ về một loại thuốc không kê đơn phổ biến có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho gan khi dùng không đúng cách. Người bệnh không bao giờ được dùng nhiều hơn 1.000mg acetaminophen cùng một lúc, hoặc vượt quá liều tối đa 3.000mg mỗi ngày. Không trộn acetaminophen và rượu. Nếu lo lắng về cách một loại thuốc có thể ảnh hưởng đến gan của mình, hãy trao đổi với các bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi sử dụng. Bạn cũng có thể yêu cầu kiểm tra gan trước và sau khi bắt đầu dùng thuốc mới. 3. Đừng cho rằng thực phẩm bổ sung là tốt cho gan của mình. Giống như thuốc, các chất bổ sung như vitamin, khoáng chất, thảo mộc và các chất bổ sung tự nhiên cũng được xử lý bởi gan của chúng ta. Chỉ vì một sản phẩm từ tự nhiên không có nghĩa là nó sẽ không có hậu quả lâu dài cho gan. Trên thực tế, nhiều sản phẩm tưởng chừng như vô hại nhưng lại có khả năng gây tổn thương đến gan cũng như nhiều bộ phận khác trong cơ thể. Các chất bổ sung giúp tăng cường hiệu suất và giảm cân có khả năng gây hại cho gan. Chiết xuất trà xanh là một chất bổ sung thảo dược phổ biến khác có thể ảnh hưởng đến gan của chúng ta. Ngay cả vitamin, đặc biệt là vitamin A và niacin, có thể gây tổn thương gan nếu dùng quá nhiều. Để tránh các biến chứng về gan, hãy nói chuyện với bác sĩ trước khi dùng thực phẩm chức năng. 4. Áp dụng chế độ ăn uống thân thiện với gan. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng chế độ ăn uống đóng một vai trò rất quan trọng đối với sức khỏe tổng thể của gan. Để đảm bảo chế độ ăn uống của bạn có lợi cho gan về lâu dài, hãy thử những cách sau: ăn nhiều loại thức ăn, chọn ngũ cốc nguyên hạt, trái cây và rau quả, protein nạc, sữa và chất béo lành mạnh. Các loại thực phẩm như bưởi, quả diệt quất, quả hạch và cá béo được biết là có lợi cho gan. Nhận đủ chất xơ. Chất xơ rất cần thiết để giúp gan của bạn hoạt động trơn tru. Trái cây, rau và ngũ cốc nguyên hạt là những nguồn chất xơ tuyệt vời để kết hợp vào chế độ ăn uống của bạn. Giữ đủ nước. Hãy đảm bảo rằng bạn uống đủ nước mỗi ngày để giữ cho gan của bạn luôn hoạt động tốt. Hạn chế thức ăn béo, đường và mặn. Thực phẩm có chứa nhiều chất béo, đường và muối có thể ảnh hưởng đến chức năng gan theo thời gian. Thức ăn chiên rán và thức ăn nhanh cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của gan. Uống cà phê. Cà phê đã được chứng minh là có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh về gan như xơ gan và ung thư gan. Nó hoạt động bằng cách ngăn chặn sự tích tụ chất béo và collagen, hai yếu tố gây bệnh gan. 5. Tập thể dục thường xuyên. Hoạt động thể chất không chỉ tốt cho hệ cơ xương và tim mạch, nó cũng tốt cho gan của bạn. Nghiên cứu từ năm 2018 đã xem xét vai trò của tập thể dục đối với bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu, hiện nay là một trong những bệnh gan phổ biến nhất. Các nhà nghiên cứu kết luận rằng cả bài tập tim mạch và sức đề kháng đều giúp ngăn ngừa sự tích tụ chất béo trong gan. Sự tích tụ chất béo có liên quan đến bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu. Chúng ta không cần tập luyện như các vận động viên chuyên nghiệp để có thể gặt hái được những lợi ích này. Chỉ cần bắt đầu tập thể dục ngay hôm nay bằng cách đi bộ nhanh, tham gia lớp tập thể dục trực tuyến hoặc đi xe đạp. 6. Tìm hiểu để phòng chống bệnh viêm gan. Viêm gan là một căn bệnh gây ra tình trạng viêm gan. Một số loại viêm gan chỉ gây ra các triệu chứng cấp tính, ngắn hạn, viêm gan A, trong khi những loại khác là bệnh lâu dài, viêm gan B và C. Chúng ta hoàn toàn có thể tự bảo vệ mình
chống lại bệnh viêm gan bằng cách tìm hiểu cách thức lây lan của các dạng phổ biến nhất. Viêm gan A lây truyền khi tiêu thụ thực phẩm hoặc nước bị nhiễm phân của người bệnh viêm gan A. Viêm gan B lây truyền qua tiếp xúc với chất dịch cơ thể của người bị bệnh viêm gan B. Chất dịch cơ thể bao gồm máu, dịch tiết âm đạo và tinh dịch. Viêm gan C lây truyền qua tiếp xúc với chất dịch cơ thể của người bệnh viêm gan C. Tìm hiểu cách thức lây truyền của bệnh gan giúp phòng và cải thiện sức khỏe lá gan. Tìm hiểu cách lây truyền của bệnh gan giúp phòng và cải thiện sức khỏe lá gan. Để bảo vệ mình khỏi bệnh viêm gan, chúng ta có thể thực hành vệ sinh tốt, rửa tay thường xuyên và sử dụng nước rửa tay. Hãy đề phòng thêm khi đi du lịch, tìm hiểu thêm về các nguy cơ mắc bệnh viêm gan ở khu vực chúng ta đến. Tránh sử dụng nước máy, nước đá, trái cây hoặc rau chưa rửa. Không dùng chung các vật dụng cá nhân, giữ bàn chải đánh răng và dao cạo râu cho riêng mình. Nếu bạn sử dụng thuốc tiêm tĩnh mạch, 4. Không dùng chung kim tiêm. Đảm bảo kim tiêm đã được khử trùng. Trước khi xăm hoặc xỏ lỗ, hãy đảm bảo rằng studio sử dụng kim dùng một lần hoặc máy hấp tiệt trùng để khử trùng kim. Thực hành tình dục an toàn hơn. Nếu bạn quan hệ tình dục với nhiều bạn tình, hãy sử dụng bao cao su để giảm nguy cơ mắc bệnh viêm gan B và C. Tiêm chủng. Tiêm phòng có thể giúp bạn tránh lây nhiễm bệnh viêm gan A và B. Hiện tại không có thuốc chủng ngừa cho bệnh viêm gan C. 7. Hạn chế tiếp xúc với các chất độc từ môi trường. Gan không chỉ xử lý các hóa chất xâm nhập vào cơ thể qua đường miệng mà còn xử lý các hóa chất xâm nhập qua mũi và da của chúng ta. Một số sản phẩm gia dụng hàng ngày có chứa chất độc có thể gây hại cho gan, đặc biệt nếu bạn tiếp xúc với chúng thường xuyên. Để ngăn ngừa tổn thương lâu dài cho gan, hãy lựa chọn các sản phẩm và kỹ thuật làm sạch hữu cơ để làm sạch nhà. Tránh sử dụng thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ trong sân của ngôi nhà hoặc thực hiện các biện pháp phòng ngừa để tránh hít phải khói hóa học. Nếu bạn phải sử dụng hóa chất hoặc bình xịt trong nhà chẳng hạn như để sơn, hãy đảm bảo rằng không gian của bạn được thông gió tốt. Nếu không được, hãy đeo khẩu trang. Thưa quý vị, gan của mỗi người không ngừng hoạt động. Nó có hàng trăm công việc, bao gồm lọc các chất độc ra khỏi máu, cân bằng các vi chất dinh dưỡng vĩ mô và vi lượng, điều chỉnh các hormone. Hầu hết thời gian, chúng ta thậm chí không biết nó đang hoạt động. Ngay cả khi nó ngừng hoạt động bình thường, chúng ta có thể không nhận thấy bất cứ điều gì khác thường. Nhưng tình trạng gan không được chú ý có thể tiến triển thành suy gan, một bệnh lý đe dọa tính mạng. May mắn thay, có rất nhiều điều chúng ta có thể làm để ngăn ngừa bệnh gan. Trên thực tế, gan không cho phép các chất có hại tích tụ. Khi một chất độc xâm nhập vào cơ thể, gan của bạn sẽ nhanh chóng chuyển hóa nó thành một thứ ít có hại hơn. Cuối cùng, nó được đào thải. Chúng ta không thể làm gì để giúp quá trình này. Nếu gan không tự thực hiện công việc này thì cơ thể của chúng ta sẽ gặp khó khăn trong hoạt động. Những lựa chọn thực phẩm hàng ngày và thói quen sinh hoạt của bạn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của gan về lâu dài. Mặc dù các cách trên đây có vẻ không đơn giản chỉ là thanh lọc một lần, nhưng chúng có nhiều khả năng bảo vệ gan của bạn và giữ cho gan khỏe mạnh. Phần tiếp theo mời quý vị theo dõi nội dung Bữa sáng là thời điểm vàng nuôi dưỡng gan. Chú ý ăn 4 thực phẩm thanh nhiệt giúp gan khỏe mạnh. Nuôi gan chính là nuôi sống cơ thể, đặc biệt vào buổi sáng đây là thời điểm vàng để nuôi dưỡng gan. Trung y quan niệm, vạn vật đều sinh trưởng vào mùa xuân, mọi thứ trong tự nhiên dường như đều phát triển về phía mặt trời. Lúc này, gan khí mạnh nhất nên trọng tâm chăm sóc sức khỏe mùa này là nuôi dưỡng và bảo vệ gan, giúp gan khỏe mạnh. Lúc này, bữa sáng cần cung cấp nguồn năng lượng quan trọng cho gan, khuyến cáo bạn cần ăn uống đầy đủ, dinh dưỡng tốt để đảm bảo cuộc sống cả ngày dài. 1. Trứng. Trứng được ví là kho tàng dinh dưỡng của con người. Trứng rất giàu protein, vitamin tổng hợp, canxi, khoáng chất sắt, lecithin. Nó giàu dinh dưỡng và giá cả rất phải chăng, ai cũng có thể ăn được. Từ nay,
Mỗi ngày bạn đừng quên ăn một quả trứng vào bữa sáng sẽ bổ dưỡng và có lợi cho sức khỏe của gan. Bạn có thể làm món trứng cút tẩm gia vị. Các nguyên liệu cần chuẩn bị là trứng cút, trà, quế, hoa hồi, muối. Luộc trứng cút trong nước lạnh. Thêm túi trà đã chuẩn bị và hoa hồi, quế cùng các gia vị khác. Thêm một lượng muối thích hợp vào cùng một lúc. Đun sôi ở nhiệt độ cao, đậy nắp và đun nhỏ lửa trong 6 đến 8 phút. Tiếp tục ngâm trong hơn 2 giờ để thấm gia vị rồi thưởng thức. 2. Ngũ cốc nguyên hạt. Để có bữa sáng đủ dinh dưỡng, bạn cần ăn một chút tinh bột. Nhưng so với bánh bao hấp thông thường, bạn nên ăn một số loại ngũ cốc nguyên hạt giàu chất xơ cho bữa sáng sẽ tốt hơn. Nó không chỉ có tác dụng bổ sung năng lượng mà còn làm tăng cảm giác no. Chất xơ có thể thúc đẩy nhu động ruột, giúp đại tiện và giải độc, tăng trao đổi chất, nuôi dưỡng gan khỏe mạnh. Bạn có thể làm bánh mì nguyên hạt với nho khô, các loại hạt với 100g bột mì nguyên cám, 200g bột mì có hàm lượng gluten cao, 200g nho khô, 30g quả óc chó, 30g bơ, 28g nước trứng, 50g sữa, 130g đường, 25g muối. Đầu tiên cho tất cả nguyên liệu thô trừ bơ vào máy làm bánh mì. Nhấn nút trên máy làm bánh mì để bắt đầu nhào trộn bột. Đợi khoảng 20 phút rồi cho khối bột đã chuẩn bị vào chậu. Dùng màng bọc thực phẩm bọc lại và để trong tủ lạnh để lên men cho đến khi bột nở gấp đôi. Sau khi bột nở lên, đặt bột lên thớt và nhào cho đều. Xẹp xuống và chia thành 3 phần đem đi nướng trong khoảng 40 phút. Sau đó thưởng thức. 3. Thực phẩm giàu protein chất lượng cao. Protein có tác dụng sửa chữa tế bào gan và giúp tái tạo tế bào nên rất được ưa chuộng trong bữa sáng. Do đó hãy ăn bữa sáng giàu protein để cung cấp năng lượng, không bị đói, dưỡng gan khỏe mạnh. Bữa sáng giàu protein bao gồm thịt nạc, thịt gà, cá, trứng, các sản phẩm từ sữa, đậu, ngũ cốc và các loại hạt. Bạn có thể làm món bánh mì nguyên cám với xúc xích, trứng, cà chua, bông cải xanh, dầu ô liu cho bữa sáng của mình. 4. Rau tươi. Ăn chút rau tươi vào bữa sáng sẽ cung cấp lượng vitamin, khoáng chất, chất xơ giúp bổ sung dinh dưỡng, tăng cảm giác no, thúc đẩy nhu động ruột, đẩy nhanh quá trình trao đổi chất, bồi bổ cơ thể. Bạn có thể chuẩn bị salad tảo bẹ siêu nhanh để ăn sáng. Ngâm tảo bẹ trong nước lạnh trong 2 giờ. Đun sôi nước trong nồi, cho tảo bẹ vào nồi nấu chín trong 5 phút. Cho tảo bẹ vào tô, thêm một chút muối, tỏi băm và ớt đỏ băm. Thêm một chút nước tương nhạt, giấm, cuối cùng thêm một chút dầu ô liu và trộn đều thưởng thức. Kết thúc bữa sáng của bạn với các lựa chọn thông minh sẽ giúp gan của bạn không chỉ khỏe mạnh mà còn hỗ trợ hoạt động tốt suốt cả ngày. Việc lựa chọn thực phẩm thanh nhiệt và lành mạnh như trái cây, rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt và các sản phẩm từ sữa ít béo sẽ cung cấp đủ năng lượng và dưỡng chất cần thiết cho cơ thể mà vẫn đảm bảo gan được bảo vệ và nâng cao khả năng làm sạch. Nhớ rằng, sức khỏe gan là yếu tố quan trọng để duy trì sức khỏe tổng thể, vì vậy hãy chăm sóc gan bằng cách ăn uống đúng cách ngay từ bữa sáng. Tiếp theo chương trình xin giới thiệu đến quý vị ba loại nước giải rượu nhà nào cũng có, vừa bổ gan lại ngon miệng. Bản chất của hiện tượng say rượu cũng chính là một dạng ngộ độc nhẹ nên khiến chúng ta bị nhầm lẫn, trong khi đó các chất trong rượu đi thẳng vào máu gây nên tác hại nhanh chóng. Vậy nên mọi người cần trang bị sẵn những mẹo giải rượu bia ngay từ bây giờ để bảo vệ sức khỏe. Thông thường, khi chúng ta bị say rượu, uống nhiều nước lọc chính là giải pháp đơn giản nhất. Nước là lựa chọn an toàn, dễ tiếp cận nhất với mọi người. Cố gắng uống nhiều nước giữa những lần uống rượu, trước khi đi ngủ và suốt cả ngày sau khi uống rượu giúp giải rượu hiệu quả, chuyên gia nhận định. Ngoài cách này, bạn có thể uống 3 loại nước khác vừa ngon vừa giàu dinh dưỡng để giải rượu bia nhanh chóng. 1. Uống nước điện giải. Sử dụng đồ uống chứa chất điện giải như đồ uống thể thao, nước canh giúp giảm triệu chứng nôn nao, khó chịu ở người bị say rượu bia. Các nghiên cứu cho thấy, uống nước điện giải có thể giúp duy trì ngăn mất nước,
duy trì lượng nước trong cơ thể. 2. Trà có ít hoặc không chứa caffeine. Nhiều loại trà có ít caffeine hoặc không chứa thành phần này thường rất giàu nước, giúp cơ thể ngậm nước. Một số nghiên cứu cho thấy trà xanh, trà hoa cúc mật ong có thể giúp cơ thể đào thải rượu ra khỏi cơ thể nhanh hơn, ngăn ngừa tổn thương gan nên rất bổ gan, tốt để phục hồi sức khỏe sau cuộc nhậu kéo dài. Tuy nhiên, bạn cần chú ý chọn trà để uống. Một số loại trà giàu caffeine chứa chất lợi tiểu có thể làm cơ thể mất nước nhanh hơn, ví dụ như trà đen, trà ô long. Tốt nhất bạn nên tránh uống những loại trà này. 3. Nước trái cây, rau củ. Theo Health Life, bạn có thể giảm bớt triệu chứng nôn nao do say rượu bia khi uống một số loại nước ép trái cây, rau củ, sinh tố hoặc đồ uống chứa thảo mộc giàu vitamin, khoáng chất. Nghiên cứu năm 2018 cho thấy đồ uống có chứa nước nho xanh và nước lê giúp giảm triệu chứng say rượu bia. Một nghiên cứu năm 2017 cũng cho thấy một số đồ uống có chứa nhân sâm hoặc nước ép lê có thể giúp giảm một số triệu chứng liên quan đến nôn nao. Một số bằng chứng cũng gợi ý hàm lượng vitamin B và kẽm cao hơn trong chế độ ăn uống có thể làm giảm mức độ nghiêm trọng của tình trạng nôn nao. Do đó, một số đồ uống có chứa các thành phần này giúp giảm tình trạng say rượu bia. Tuy nhiên, mọi người nên cố gắng tránh nước trái cây hoặc đồ uống có quá nhiều đường vì điều này có thể dẫn đến mất nước, vô tình phản tác dụng. Ngoài những loại nước dễ kiếm, có sẵn tại nhà, hiện nay trên thị trường cũng có rất nhiều các sản phẩm viên uống giải rượu bia. Đây cũng là một lựa chọn bạn nên cân nhắc vì tính tiện lợi, hiệu quả mà nó đem lại. Tuy nhiên, chuyên gia khuyên nên tìm mua những sản phẩm uy tín, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Đặc biệt không được lạm dụng, không nên có tâm lý ỷ lại hoàn toàn vào viên uống giải rượu để tránh hại gan thận, sức khỏe nói chung. Phần tiếp theo chương trình xin giới thiệu đến quý vị loại lá tưởng chỉ để tạo màu cho thực phẩm, hóa ra là thuốc quý khỏe gan, bổ máu. Không chỉ tạo màu sắc đẹp mắt cho món ăn, lá cẩm còn là dược liệu có nhiều lợi ích sức khỏe cho con người. Bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, cơ sở 3 cho biết lá cẩm được người dân nước ta sử dụng để tạo màu sắc cho các món ăn truyền thống, ví dụ như xôi, bánh tét, bánh bao. Trong dân gian, người dân cũng sử dụng lá cẩm làm chất bảo quản tự nhiên cho thực phẩm. Bác sĩ Vũ cho hay theo y học cổ truyền, lá cẩm có vị đắng, tính bình. Cây lá cẩm có tác dụng thanh nhiệt, chỉ huyết, tiêu thủng, giải độc. Chủ trị bong gân, lao phổi, khái huyết, viêm phế quản cấp tính, nôn và ho ra máu, trị, ổ tụ máu. Ngoài ra, lá cẩm còn được dùng làm nước tắm trị rôm sảy hay mụn nhọt ở trẻ nhỏ. Theo bác sĩ Vũ, lá cẩm là dược liệu có đặc tính kháng khuẩn, chống viêm. Đặc biệt, lá cẩm được dùng làm thuốc điều trị các bệnh liên quan đến rối loạn đường ruột do vi sinh vật gây hại gây ra. Trong lá cẩm có hoạt tính chống lại nấm Candida albicans. Hoạt chất này có tính kháng khuẩn cao, bác sĩ Vũ phân tích. Dịch chiết từ lá cẩm có chứa hợp chất có khả năng điều trị bệnh tiểu đường, viêm gan B, hoạt động như thuốc chống oxy hóa, chất tăng cường miễn dịch. Dịch chiết còn được sử dụng trong kem dưỡng da hoặc được coi là chất tạo màu trong nhiều lĩnh vực ứng dụng. Chất trong lá cẩm còn có thể được sử dụng làm chất nhạy cảm với insulin để cải thiện tình trạng của những người liên quan đến rối loạn gan và thận. Theo bác sĩ Vũ, carotenoid có trong lá cẩm là chất chống oxy hóa giúp bảo vệ võng mạc và giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng do tuổi. Các chất béo có trong lá cẩm được cho là có tác dụng điều trị bệnh lao, tiêu đờm, viêm phế quản cấp tính, chống độc, chống viêm, nhiễm trùng khí quản, viêm gan và tiểu đường. Bác sĩ Vũ cho biết, polysaccharide được chiết xuất từ lá cẩm có tác dụng bảo vệ gan. Chiết xuất ethanolic có trong lá cẩm có tác dụng chống ung thư. Lá cẩm được sử dụng làm thuốc điều trị tăng huyết áp. Ngoài ra, loại dược liệu này còn có thể trị ho nhiệt phổi, ho ra máu, nôn ra máu, viêm họng, lở loét miệng lưỡi, tiểu buốt,
sưng tấy, áp xe và nhọt, sưng tấy đau do da đập, té ngã, chảy máu do vết thương bên ngoài, vết rắn độc cắn. Lá cẩm còn giúp cải thiện độ đàn hồi mạch máu, ngăn ngừa huyết khối hình thành trong mạch máu, từ đó phòng ngừa được nguy cơ đột quỵ, tim mạch. Sau đây là một số bài thuốc từ lá cẩm. Trị viêm phế quản, dùng cành và lá cẩm 40g, các cánh, mạch môn và tan bạch bì mỗi thứ 20g. Đem sắc uống giúp tiêu đờm và chữa viêm phế quản. Trị mụn trứng cá, một bó lá cẩm 1,5 lít nước. Rửa sạch bó lá cẩm bằng nước sạch, đổ 1,5 lít nước sạch đun sôi rồi dặn nhỏ lửa cho âm ỉ khoảng 10 phút sau tắt bếp. Đợi nước ấm gạn lấy một lượng nước vừa đủ để rửa mặt như bình thường mà không cần phải rửa lại bằng nước sạch. Số nước còn lại có thể để vào để tủ lạnh và dùng dần trong 3-4 ngày. Bác sĩ Vũ lưu ý, khi sử dụng lá cẩm làm thuốc cần tham khảo ý kiến bác sĩ về tính hiệu quả của bài thuốc trước khi sử dụng. Tránh trường hợp áp dụng bài thuốc không hiệu quả khiến bệnh không cải thiện và tiếp tục tiến triển theo chiều hướng xấu. Quý vị đang xem chương trình trên kênh Sức Khỏe Cổ Xưa, mời quý vị xem chương trình tiếp theo ngay sau đây. Sạch sẽ mấy cũng đừng gội đầu vào 4 thời điểm này, tim mạch và não bộ đều rất sợ. Gội đầu tuy cần thiết nhưng nếu làm sai thời điểm có thể mang tới những nguy hiểm khôn lường. Xin chào quý vị! Khi nhắc tới gội đầu đúng cách, hầu hết mọi người chỉ nghĩ đến phương pháp gội, nhiệt độ nước, cách làm khô tóc, chọn dầu gội mà quên mất rằng thời điểm gội cũng rất quan trọng. Dù sạch sẽ đến mấy, có 4 thời điểm tốt nhất đừng gội đầu vì tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, nhất là với tim mạch và não bộ. 1. Sáng sớm hay đêm muộn. Nhiều người có thói quen tắm buổi sáng và tiện sẽ gội đầu luôn hoặc gội đầu buổi sáng để tỉnh táo, dễ làm tóc. Hoặc vì bận rộn, muốn sạch sẽ để ngủ ngon mà gội đầu vào đêm muộn. Tuy nhiên, đây đều không phải thời điểm tốt để bạn làm sạch mái tóc của mình, dù là với nước ấm. Lý do là dù là mùa hè thì buổi sáng sớm và đêm muộn nhiệt độ thường thấp, chênh lệch nhiệt độ môi trường cao. Hơn nữa, sau một đêm ngủ dài hoặc một ngày làm việc mệt mỏi, cơ thể thường ở trạng thái yếu đi, cần phục hồi. Đặc biệt là lúc này lưu thông máu thường chậm hơn. Vì thế mà gội đầu vào sáng sớm hay đêm muộn đều rất dễ gây sốc nhiệt, khó chịu, rối loạn lưu thông máu, liệt cơ mặt, đột quỵ, ngừng tim đột ngột. Nguy cơ này càng tăng nếu bạn dùng nước lạnh hoặc có tiền sử tim mạch, huyết áp cao. Chưa kể, gội đầu vào sáng sớm hay đêm muộn rất dễ dẫn tới làm khô tóc chưa đủ đã đi ngủ, đi ra ngoài. Điều này về lâu dài không chỉ gây đau đầu mà còn âm thầm gây nhiều bệnh khác và hại tóc, hại da đầu. Tốt nhất là chỉ gội đầu sau 9 giờ sáng và trước 10 giờ khuya. 2. Khi ăn quá no hoặc đang rất đói. Chúng ta cũng không nên gội đầu vào khi quá no hoặc quá đói. Trong trạng thái đói, lượng đường trong máu của con người giảm xuống, gội đầu vào lúc này sẽ làm tăng mức tiêu hao năng lượng trong cơ thể. Vì vậy dễ gây chóng mặt, hồi hộp, buồn nôn và các triệu chứng hạ đường huyết khác. Thậm chí gây đau dạ dày, rối loạn nhịp tim, ngất xỉu. Còn việc ăn no xong lại gội đầu sẽ làm chậm quá trình tiêu hóa, gây khó tiêu và ảnh hưởng xấu tới hoạt động của tim và não. Lý do là sau khi ăn, một lượng lớn máu sẽ được đưa đến đường tiêu hóa để tiêu hóa thức ăn. Lúc này gội đầu sẽ khiến máu chảy ngược lên đầu, dễ gây khó tiêu. Dạ dày co bóp làm việc nhiều hơn khiến dịch dạ dày điều tiết ra tăng lên nên rất dễ bị tổn thương, có thể dẫn đến đột quỵ do thiếu máu não vì máu tập trung cho dạ dày. Đặc biệt, những người mắc bệnh tim mạch lại càng tuyệt đối không nên gội đầu vào thời điểm này vì nó dễ khiến tình trạng bệnh của bạn trở nên nặng hơn do thiếu máu cục bộ. Ăn quá no cũng có thể khiến tim bị chèn ép, ảnh hưởng tuần hoàn máu. 3. Sau khi uống bia rượu. Khi uống bia rượu, say xỉn cũng tuyệt đối không được tắm gội dù có bẩn cỡ nào, ngay cả với nước nóng. Bởi nếu bạn gội đầu sau khi uống rượu dễ gây ra tình trạng chóng mặt, nôn mửa, đau đầu. Hành động này có thể khiến hạ đường huyết và rất dễ bị ngất. Bên cạnh đó,
Việc này cũng khiến cơ thể hạ thân nhiệt, dễ trúng gió, đột quỵ. Đặc biệt nếu đã uống say rượu thì tuyệt đối không gội đầu. Với những người mắc bệnh tim mạch thì càng nên cẩn trọng. Ngay cả lúc không uống rượu bia cũng không được sử dụng nước lạnh để gội đầu nếu không muốn ảnh hưởng tới tính mạng. 4. Khi đang suy nhược, cảm hoặc sốt. Không thể phủ nhận rằng gội đầu là một cách giảm căng thẳng, mệt mỏi khá tốt. Nhưng thực tế, nó chỉ phù hợp khi mức độ mệt mỏi nhẹ và vẫn tiềm ẩn nguy cơ sức khỏe. Vì vậy, bất kể khi đang suy nhược, mệt mỏi quá độ về thể chất hay tinh thần, bạn không nên lập tức đi gội đầu. Nó có thể khiến bạn nếu càng thêm mệt mỏi, dễ bị nhiễm lạnh và ốm. Thậm chí còn dễ khiến lượng máu cung cấp cho mạch tim mạch và mạch máu não không đủ, dẫn tới ngất xỉu hay nhiều tác hại khôn lường khác, bao gồm cả đột quỵ hay đột tử. Thay vào đó, hãy nghỉ ngơi hợp lý, ổn định tâm trạng, bổ sung năng lượng cần thiết, nhưng đừng ăn nó quá rồi mới làm việc này. Cũng nên lưu ý, những lúc cơ thể mệt mỏi, hãy dùng nước ấm nhẹ thay vì nước lạnh hay quá nóng để tắm gội. Khi ốm bạn cũng không nên gội đầu, trừ khi quá bẩn, và tốt nhất là nên nhờ người khác hỗ trợ. Như vậy vừa có người trông chừng các trường hợp nguy hiểm, vừa bớt khó chịu ở trạng thái cúi đầu, được thư giãn. Đặc biệt là nếu đang bị cảm cúm hoặc ốm sốt, bạn hãy tạm hoãn việc gội đầu. Không chỉ sức đề kháng của cơ kém mà còn dễ gây sốc nhiệt, rối loạn tuần hoàn máu nghiêm trọng, nhiễm lạnh sâu rất nguy hiểm. Để đảm bảo sức khỏe và duy trì tình trạng tốt nhất cho cơ thể, bạn nên tránh gội đầu vào những thời điểm đã được đề cập. Hãy lựa chọn những khoảng thời gian phù hợp, đảm bảo bạn đủ thời gian để tóc khô tự nhiên trước khi đi ngủ hoặc ra ngoài. Một sự lựa chọn thông minh và cẩn thận trong sinh hoạt hàng ngày không chỉ mang lại lợi ích cho mái tóc mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe lâu dài của bạn. Cảm giác nóng bức sẽ tan biến khi bạn thực hiện những việc sau. Thưa quý vị, thời tiết nắng nóng khiến bạn cảm thấy bức rứt, khó chịu nhưng nhà thì lại chẳng có máy lạnh thì làm sao? Thực hiện những việc này sẽ giúp cơ thể bạn dịu mát nhanh chóng mà còn rất dễ thực hiện. 1. Giải nhiệt cho cơ thể. Xịt nước mát lên mặt. Nắng nóng sẽ khiến cơ thể ta tiết nhiều mồ hôi, nhanh chóng làm mất nước và đưa thân nhiệt lên cao. Đó cũng là nguyên nhân chính dẫn đến da bị khô, nóng rát ngày hè. Sử dụng một bình xịt tưới cây để phun nước sạch lên mặt hoặc cơ thể là cách giải nhiệt đơn giản và nhanh chóng. Ngoài ra, một chai xịt khoáng được trang bị trong ba lô để sử dụng bất cứ lúc nào cảm thấy nóng cũng là một lựa chọn rất đáng khen đấy. 2. Đông lạnh khăn mặt và đắp lên cổ, trán, tay, chân. Đây dường như là phương pháp khá phổ biến của giới sinh viên khi nhà không có máy lạnh mà trời thì quá xá nóng. Dùng khăn ẩm rồi bỏ vào ngăn đông tủ lạnh. Khi cảm thấy trời nóng thì chỉ cần đắp lên các vị trí trên là đã đủ xua tan cơn nóng tức thì rồi đấy. 3. Đặt cổ tay dưới vòi nước hay ngâm chân trong nước. Cơ thể tỏa nhiệt ra chủ yếu từ bàn tay, bàn chân, mặt và tai, do đó làm mát bất kỳ trong số này sẽ có hiệu quả làm mát cơ thể. 4. Làm ướt da đầu. Làm ướt hết cả đầu hoặc chỉ dọc theo đường chân tóc. Sự bay hơi của nước sẽ làm mát đầu của bạn. Bạn cũng có thể dùng khăn tắm làm ẩm và quấn quanh đầu để giúp giữ mát cho cơ thể. 5. Uống đủ nước. Cuối cùng là điều quan trọng nhất cần thực hiện thường xuyên là uống đủ 2 lít nước mỗi ngày để cấp đủ nước cho cơ thể, đồng thời bù lại phần nước đã bị thoát ra qua mồ hôi do nắng nóng. Lưu ý là đừng nên uống nước lạnh mà hãy ưu tiên nước nguội để tránh các căn bệnh do nước lạnh gây ra. 6. Giải nhiệt cho ngôi nhà. Giải nhiệt cho cơ thể là chưa đủ khi mà căn nhà, phòng trọ của bạn luôn trong tình trạng ngột ngạt, nóng bức. Một vài lưu ý thế này sẽ giúp giảm nhiệt của ngôi nhà, mang đến bầu không khí thoải mái, thoáng mát hơn. 7. Đóng rèm, cửa sổ vào ban ngày và mở cửa vào ban đêm. Ánh nắng trực tiếp xuyên qua cửa sổ vào trong phòng là nguyên nhân chính khiến nhiệt độ nhà bạn tăng cao. Đóng tất cả cửa sổ, rèm cửa để ngăn chặn ánh nắng lọt vào.
Đợi đến khi nhiệt độ trở nên mát mẻ hơn như buổi chiều tối thì bạn hãy mở hết cửa sổ giúp không khí được lưu thông, đưa luồng gió thoáng mát vào nhà. Không chỉ ban đêm, mà buổi sáng khi nắng chưa lên cao bạn cũng có thể thực hiện việc này để không khí trong căn nhà lưu thông dễ dàng hơn. 8. Tắt những thiết bị điện không cần thiết. Nhiệt độ tỏa ra từ những thiết bị điện như đèn cũng góp phần tăng nhiệt độ căn nhà bạn. Luôn nhớ tắt hết những thiết bị điện khi không cần thiết, thay thế đèn sợi đốt bằng đèn huỳnh quang, vừa tiết kiệm điện, vừa làm giảm nhiệt độ trong nhà. 9. Lắp quạt thông gió trong nhà. Nếu không có điều kiện lắp điều hòa thì một chiếc quạt thông gió với giá thành rẻ hơn nhiều cũng là lựa chọn bạn có thể quan tâm đến. Quạt sẽ hút hết hơi nóng trong nhà, làm giảm nhiệt độ khá hiệu quả. Dựa vào nguyên lý hút hơi nóng từ trong và đẩy ra ngoài, thay vì gắn quạt hút, bạn cũng có thể dùng quạt gió hướng thẳng ra cửa hoặc ngoài cửa sổ cho quạt hút bớt hơi nóng trong nhà. 10. Lắp miếng cách nhiệt. Những tấm cách nhiệt trên cửa sổ, trần nhà có giá thành khá rẻ, không quá mắc. Bạn mua về tự trang bị trong nhà của bạn để hạn chế nhiệt độ năng bởi ánh nắng gây ra. Mùa hè đã đến và nắng nóng là điều không thể tránh khỏi. Với những ngôi nhà không thoáng gió lại càng không có điều hòa thì những phương pháp chống nóng ngày hè như thế sẽ giúp xua tan đi phần nào cái nóng bức âm ỉ, mang đến cảm giác dễ chịu, thoải mái hơn. Việc làm ai cũng mắc phải khi đi nắng về khiến sức khỏe xuống dốc. Thưa quý vị, nắng nóng khiến cơ thể bứt rứt, khó chịu, làm cho bạn mỗi khi về nhà chỉ muốn chui vào phòng máy lạnh hay đứng trước quạt mà giải nhiệt. Thế nhưng đây chính là những sai lầm tai hại ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của bạn và còn nhiều sai lầm khác nữa. 1. Ngồi liên tục trước quạt gió. Thường thấy nhất là những bạn sinh viên xóm trọ luôn đứng trước quạt gió để giải nhiệt mỗi khi đi học trở về. Đây dường như là sai lầm khá nghiêm trọng mà bạn cần chấm dứt ngay. Bởi điều này dẫn đến một tình trạng là phần da tiếp xúc với quạt sẽ nhanh bốc hơi mồ hôi làm giảm nhiệt nhanh chóng. Còn những phần không tiếp xúc với quạt, mồ hôi bốc hơi chậm khiến cho nhiệt độ trên cơ thể không đồng đều, làm sự tuần hoàn máu, bài tiết mồ hôi mất cân bằng, dẫn đến đau đầu, choáng váng, toàn thân bứt rứt, khó chịu. Ngoài ra ngồi trước quạt gió liên tục khiến cơ thể nhanh mất nước, tạo cảm giác uể oải, mệt mỏi hơn. 2. Bật điều hòa nhiệt độ thấp. Cảm giác từ một thế giới như chảo lửa bước vào một không gian máy lạnh thật sướng tê tái, nhưng đó lại là con dao giết chết sức khỏe của bạn. Nếu bạn chỉ mở nhiệt độ máy lạnh vừa đủ mát thôi thì không sao, nhưng với nhiệt độ quá thấp sẽ khiến cơ thể bước vào trạng thái sốc nhiệt. Ngoài ra còn làm mồ hôi khó bốc hơi, ngấm ngược lại cơ thể và gây tình trạng cảm lạnh. 3. Tắm, rửa mặt. Tắm khi vừa đi nắng về có thể giúp bạn cảm thấy mát mẻ và thoải mái hơn một chút, nhưng thực tế thì đây là một việc làm hết sức nguy hiểm. Khi vừa đi ngoài trời nắng về, nhiệt độ cơ thể còn rất cao. Nếu tắm ngay lúc này sẽ làm cho nhiệt độ thay đổi đột ngột, có thể gây ra đột quỵ. Nếu bạn muốn tắm thì chỉ nên để thân nhiệt ổn định lại sau khoảng 10 phút hoặc tốt nhất là 30 phút rồi hãy tắm, hoặc sử dụng khăn ẩm để lau người là được rồi. 4. Uống nước đá. Trời nắng nóng thì một ngụm nước đá gây cảm giác thật đã. Nhưng bạn có biết khi thân nhiệt bạn đang cao do đi nắng về mà uống nước lạnh thì sẽ khiến cơ thể đốt nhiều năng lượng hơn để đưa nhiệt độ nước trở về bình thường. Như vậy đã mệt mỏi do nắng nóng thì càng mệt mỏi hơn. Hơn nữa nước quá lạnh sẽ ép buộc cổ họng bạn phải thích nghi nhanh, từ đó dễ làm bạn đau họng, viêm họng nhiều hơn. Khi trời nóng, chúng ta thường hay làm những hành động trên như là một cách để giải nhiệt. Hiệu quả mang lại cảm giác mát, dễ chịu tức thời, thế nhưng ảnh hưởng sức khỏe ẩn chứa về sau lại rất nguy hiểm. Để tránh những tác động tiêu cực từ thói quen xấu sau khi đi nắng về, mỗi người chúng ta cần tự nhận thức và điều chỉnh lại cách chăm sóc bản thân. Việc tránh tắm ngay lập tức hoặc uống đồ lạnh có thể giúp cơ thể phục hồi một cách tự nhiên và hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, việc bổ sung nước và chất điện giải một cách phù hợp cũng vô cùng quan trọng để duy trì sức khỏe và sự cân bằng cho cơ thể.
Tiếp theo mời quý vị theo dõi nội dung bộ phận quý như báu vật của quả bí đao. Phụ nữ khéo léo tận dụng làn da đẹp mướt, cơ thể khỏe mạnh từ trong ra ngoài. Theo ghi chép của y học cổ truyền, giỏ là bộ phận quý giá của quả bí đao. Thực tế tác dụng chữa bệnh của giỏ bí đao còn tốt hơn cả phần ruột. Có thể nhiều người không biết rằng ngoài công dụng như một loại rau củ cho bữa ăn hàng ngày, bí đao còn là một loại thuốc trong đông y, có công dụng thanh nhiệt, giải độc, giảm ẩm. Theo ghi chép của y học cổ truyền, giỏ là bộ phận quý giá bậc nhất của quả bí đao. Khi ăn bí đao, om, hấp hoặc nấu canh, chúng ta luôn có thói quen gọt giỏ. Thực tế tác dụng chữa bệnh của giỏ bí đao còn tốt hơn cả phần ruột. Giỏ bí đao có vị ngọt, tính mát, có tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu, giải độc, giảm sưng tấy, thường được dùng để điều trị phù thủng, tiểu khó, tiêu chảy. Nếu biết tận dụng, giỏ bí đao sẽ đem đến những lợi ích nào? 1. Giỏ bí đao có thể làm giảm độ ẩm và sưng tấy. Lợi tiểu, tiêu sưng là tác dụng chính của giỏ bí đao, theo y học cổ truyền. Bạn có thể đun sôi giỏ bí đao cùng giỏ gừng rồi thưởng thức để cải thiện tình trạng này. Nếu cơ thể bị phù nề do thiếu khí huyết, bạn có thể đun giỏ bí đao, đậu đỏ, đường nâu rồi sử dụng, các triệu chứng sẽ giảm đi rõ rệt. 2. Giỏ bí đao có thể thanh nhiệt, giải độc. Giỏ bí đao có thể dùng chữa các bệnh thông thường như khô miệng do nóng và nước tiểu màu sẫm. Bạn có thể dùng giỏ bí đao, giỏ dưa hấu đun sôi trong nước, sau đó sử dụng, tác dụng rất tốt. 3. Giỏ bí đao có thể giảm ho, hen suyễn. Chân giỏ bí đao cùng mật ong là một cách giúp bạn giảm ho, hen suyễn. Sau một thời gian sử dụng, các triệu chứng ho sẽ cải thiện nhanh chóng. Ngoài ra, cách này còn có tác dụng chữa bệnh mày đay rất tốt. 4. Làm đẹp da. Bạn có thể dùng bí đao nguyên giỏ mang đi ép thành nước, sau đó trộn cùng nước ép dưa chuột, một chút mật ong rồi mang đi đắp lên mặt. Sau khoảng 30 phút rửa lại bằng nước sạch, tuần làm 2 đến 3 lần sẽ giúp da sáng mịn, mướt mát. 5. Mát gan, giải độc. Bí đao 1kg mua về rửa sạch, cắt thành các miếng nhỏ, bỏ ruột và hạt. Lá dứa 10 cái, rửa sạch, buộc thành bó. Cho bí đao, thục địa, lá dứa và đường phèn vào nồi cùng nước lọc. Đậy nắp nấu cho sôi, đun khoảng 30 phút. Tính từ thời gian sôi, đủ cho bí đao và thục địa mềm, tiết ra hết chất thì tắt bếp. Vớt hết phần cái đi, đợi nước trà bí đao nguội thì lọc nước một lần, cho vào chai thủy tinh, bảo quản trong ngăn mát. Chị em thường xuyên dùng trà bí đao sẽ có một làn da khỏe mạnh, sáng đẹp và một dốc dáng cân đối, đồng thời đem lại hiệu quả mát gan, giải độc. Lưu ý, trong bí đao có tính xà phòng với nồng độ cao, do đó, việc uống nước ép bí đao sống không tốt cho cơ thể. Bạn có thể dùng nước ép bí đao để đắp mặt nạ nhưng không nên uống giỏ bí đao trước khi dùng nên rửa sạch. Nên mua bí đao ở những địa chỉ uy tín để tránh việc giỏ bí đao có chứa thuốc trừ sâu. Bí đao có tính mát nên đối với những người có cơ địa lạnh thì nên dùng liều lượng nhỏ, ít một, rồi tăng dần để cơ thể dễ thích nghi. Những trường hợp tỳ vị hư hàn hay bị chướng bụng, tiêu chảy không nên dùng nhiều nước bí đao. Các loại nước ép bí đao chế biến sẵn thường chứa nhiều đường, làm gia tăng năng lượng. Khi uống nhiều sẽ nạp một lượng năng lượng đáng kể vào cơ thể nên sẽ khó giảm cân. Người bị huyết áp thấp không nên giảm cân bằng cách ăn bí đao luộc, uống nước bí đao vì loại quả này rất ít calo, sẽ làm hạ huyết áp. Hãy coi bí đao như một loại rau, một loại thức uống phụ sau mỗi bữa cơm. Phần tiếp theo mời quý vị theo dõi nội dung điều gì xảy ra với cơ thể khi bạn ăn khoai tây một tuần. Bạn đã bao giờ tự hỏi khi ăn liên tục khoai tây trong một tuần thì điều gì sẽ xảy ra với cơ thể mình chưa? Dưới đây là những điều xảy ra với cơ thể khi bạn ăn khoai tây thường xuyên. Có được mức năng lượng bền vững. Một trong những tác động đáng chú ý nhất trong tuần ăn khoai tây là mức năng lượng được duy trì ổn định.
Carbohydrate trong khoai tây giúp giải phóng năng lượng dần dần và ổn định hơn so với mức tăng đột biến nhanh chóng của đường đơn trong thực phẩm chế biến sẵn. Không cần bữa ăn nhẹ vào giữa buổi sáng hoặc một lượng caffeine vào buổi chiều, vẫn duy trì sự tỉnh táo ổn định suốt cả ngày, minh chứng cho khả năng ổn định năng lượng của khoai tây. Cảm thấy no lâu hơn. Hàm lượng chất xơ của khoai tây góp phần đáng kể giảm cảm giác thèm ăn. Chất xơ làm chậm quá trình tiêu hóa, cho phép hấp thụ chất dinh dưỡng ổn định hơn. Ăn cả giỏ khoai tây sẽ tận dụng tối đa lợi ích chất xơ, nhưng cần làm sạch thật kỹ để loại bỏ bụi bẩn. Điều này không chỉ giúp chúng ta duy trì mức năng lượng ổn định mà còn cải thiện sức khỏe tiêu hóa. Ăn khoai tây mang lại cảm giác no lâu hơn, giảm tần suất và cường độ của cơn đói. Cơ bắp sẽ được thư giãn hơn. Báo Thanh Niên chia sẻ một nghiên cứu năm 2016 từ các nhà khoa học Đại học Harvard, Mỹ cho biết chất điện giải kali, giống như các chất điện giải khác, rất cần thiết cho sức khỏe và sự phục hồi của cơ bắp. Nó hydrat quá các sợi và mô, giúp cơ bắp của chúng ta co lại và thư giãn như mong muốn. Tin tốt cho những người thích ăn khoai tây là một củ khoai tây chứa đầy đủ 20% lượng kali được khuyến nghị hàng ngày của bạn. Đây là thực phẩm được xếp hạng cao nhất trên bảng xếp hạng nguồn thực phẩm về kali của Bộ Nông nghiệp Mỹ. Chống lại bệnh mắt và ung thư phổi. Theo dịch vụ nghiên cứu nông nghiệp USDA, tất cả khoai tây đều chứa một số chất chống oxy hóa có lợi, và những loại có thịt màu đỏ và tím là năng lực chống oxy hóa. Chúng chứa carotenoid như PubMed giải thích, có thể bảo vệ đôi mắt của bạn khỏi bệnh về mắt và chống lại ung thư phổi ở những nhóm có nguy cơ. Bên cạnh những lợi ích khoai tây mang lại cho cơ thể, bạn có thể gặp phải một vài vấn đề sức khỏe khi ăn quá nhiều khoai tây như nguy cơ mắc tiểu đường loại 2. Việc tiêu thụ nhiều khoai tây hơn, bao gồm khoai tây nướng, luộc hoặc nghiền và khoai tây chiên, liên quan đáng kể đến nguy cơ cao mắc bệnh tiểu đường loại 2. Những người tham gia nghiên cứu ăn 3 phần ăn mỗi tuần có nguy cơ cao hơn những người ăn ít hơn 1 phần ăn mỗi tuần, và những người ăn 7 phần ăn trở lên có nguy cơ cao nhất. Ngoài ra, ăn khoai tây chiên nguy cơ mắc bệnh cao hơn so với ăn khoai tây nướng, luộc hoặc nghiền. Nguy cơ bị tăng huyết áp. Cứ 3 người Mỹ thì có 1 người bị tăng huyết áp, và 8 trong số 10 người thậm chí không biết bệnh này. Thật không may cho những người yêu thích khoai tây, nghiên cứu tác động của loại rau củ đối với cơ thể đã phát hiện ra rằng ăn nhiều khoai tây nướng, luộc hoặc nghiền và khoai tây chiên có liên quan đến việc tăng nguy cơ phát triển bệnh cao huyết áp ở đàn ông trưởng thành và phụ nữ. Phần tiếp theo mời quý vị theo dõi nội dung món ăn hấp, luộc hay chiên rán tốt hơn. Món ăn chiên rán luôn được nhiều người yêu thích vì thơm ngon. Món hấp luộc ít được chọn vì bị cho là nhạt. Vậy hấp, luộc chiên rán cách nào giữ tối đa dưỡng chất? Theo bác sĩ Huỳnh Tấn Vũ, khoa y học cổ truyền, Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, cơ sở 3, một trong những phương pháp chế biến món ăn lành mạnh và tiện lợi nhất là hấp. Đây là kỹ thuật làm chín thực phẩm bằng hơi nóng của nước. Cụ thể, nhiệt lượng cung cấp bởi nước sẽ tích tụ lên phần trên bề mặt của chóp nồi, lan tỏa dần xuống phía dưới, nên thực phẩm sẽ chín từ trên xuống. Cách làm này không những giữ được hương vị, kết cấu và chất dinh dưỡng của thực phẩm mà còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe hơn cả luộc. Với các món hấp, người nội trợ không phải mất nhiều thời gian và dễ dàng để chuẩn bị dụng cụ nấu, bếp nướng hay dầu ăn. Nồi hấp cũng sẽ dễ làm sạch hơn so với các nồi chảo sử dụng để chiên, tàu, o. Điều này giúp đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm hơn rất nhiều. Món hấp không yêu cầu sử dụng thêm chất béo hay dầu như nướng, xào nên lành mạnh hơn, thực phẩm cũng không bị lấn át hương vị tự nhiên, lại khá nhanh chóng và tiện lợi, không cầu kỳ. Đối với món luộc, thực phẩm sẽ được bỏ vào trong nước sôi, các vitamin và khoáng chất hòa tan trong nước, như vậy chất dinh dưỡng trong thực phẩm bị hao hụt nhiều. Đối với các món chiên, rán, thực phẩm phải tiếp xúc với dầu mỡ, đây có thể là nguyên nhân gây tăng cân. Đặc biệt, các món có nguồn gốc động vật khi nướng ở nhiệt độ cao sẽ gây biến đổi chất,
thậm chí nguy cơ tạo thành chất gây ung thư, đồng thời khi ăn cũng khó tiêu hóa hơn. Theo chuyên gia, món hấp có nhiều ưu điểm mà các món được chế biến bằng chiên, tàu, luộc không có được. Hấp giúp lưu giữ các chất dinh dưỡng trong thực phẩm vì nó nấu chính nguyên liệu trong hơi nước thay vì đun sôi trong chất lỏng. Khi đun sôi, các vitamin và khoáng chất hòa tan trong nước sẽ ngấm vào nước, như vậy chất dinh dưỡng trong thực phẩm cũng sẽ bị hao hụt khá nhiều. Hấp là cách để tăng cường hương vị tự nhiên trong thực phẩm. Không giống như các phương pháp nấu ăn khác như quay, chiên và nướng, hấp không cần sử dụng dầu hoặc các nguyên liệu khác có thể lấn át hương vị tự nhiên trong thực phẩm. Hấp là kỹ thuật nấu ăn nhẹ nhàng, giúp thực phẩm không bị dai hoặc khô. Hấp có thể là phương pháp nấu ăn tốt hơn vì nó không yêu cầu sử dụng thêm chất béo hoặc dầu. Hy vọng quý vị lựa chọn phương pháp chế biến phù hợp để giữ lại tất cả dinh dưỡng trong thực phẩm.